Pháp tranh cãi về việc đóng cửa nhà máy Mito. Hơn 3.1 triệu người Pháp đang bị thất nghiệp. Đây là mức thất nghiệp cao nhất trong 13 năm. Trong khi suy thoái kinh tế đang ngày càng gây thêm nhiều thiệt hại, một chủ đề nóng để tranh luận là làm thế nào để đảo ngược nhiều thập niên của suy giảm công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pháp, ông Arnaud Montebourg, đã gây ra một cuộc tranh cãi khi ông cáo buộc công ty sản xuất thép Mito đã không giữ lời hứa của mình với chính phủ Pháp. Gần đây, ông đã nói với tờ báo kinh tế Les Echos rằng chính phủ không còn muốn công ty Mito ở Pháp bởi vì họ đã không tôn trọng nước Pháp. Nhà máy thép tại Florange ở phía đông bắc của đất nước đang là trung tâm của vụ tranh cãi. Công ty ArcelorMittal cho biết họ sẽ đóng cửa vào ngày thứ Bảy, trừ khi chính phủ có thể tìm được một người mua lại. Ông Montebourg đã đề nghị quốc hữu hóa nhà máy. Điều này đã gây bất ngờ cho Liên đoàn các nhà tuyển dụng lao động Pháp. Chủ tịch của Liên đoàn Florence Parisot nói rằng, nếu ý tưởng đằng sau câu nói này là nhằm để hăm dọa, để gây áp lực trong thời gian đàm phán, thì đây là điều không thể chấp nhận được. Đây cũng là một điều xấu xa cho các lý do cơ bản, vì quốc hữu hóa là tước quyền sở hữu. Với thời hạn sắp hết, những công nhân không biết những gì sẽ xảy ra trong một vài tuần tới. Nhà tỷ phú người Ấn Độ, ông Lakshmi Mittal, người tuyển dụng 20.000 người ở Pháp, được cho biết là đã bị sốc bởi tuyên bố của vị bộ trưởng. Một cuộc tranh cãi công khai với nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới sẽ không giúp cho Tổng thống Pháp François Hollande, người đã được bầu với một cam kết sẽ giữ lại công việc làm và giữ cho các nhà máy tiếp tục hoạt động. Thị trưởng thành phố London, ông Boris Johnson cũng đã nhảy vào cuộc tranh luận trong khi đang viếng thăm Ấn Độ. Thị trưởng của thành phố London nói rằng một vị bộ trưởng Pháp đã lập dị đến nỗi kêu một nhà đầu tư lớn rời khỏi nước Pháp. Ông Johnson nói thêm rằng ông không ngần ngại kêu gọi mọi người hãy đến London, thủ đô kinh doanh của thế giới. Chính phủ Pháp cho biết họ đang tiếp tục đàm phán với ArcelorMittal để tìm một người mua lại nhà máy Florange. Nếu chính phủ không thể cứu được các công việc làm, nhà máy này sẽ gia nhập vào một danh sách dài các nhà máy công nghiệp bị đóng cửa. Và điều tối quan trọng cho ông Hollande hiện nay là tránh không để cho có thêm nhiều người lao động đi đến các trung tâm tìm kiếm việc làm.